Rồi, xin chào anh em. Hôm nay Tuấn Audio Long An xin gửi đến anh em một clip test đôi loa Daiton DS77EX. Thì đôi loa này em về cùng với những đôi ví dụ như là Boss 701 hai lỗ, Victor GS750. Thì đôi thứ ba là đôi này. Thì trong tình trạng về là rất đẹp và nguyên zin, zin toàn bộ, gân vẫn còn là gân zin luôn nha nè. Thì đôi loa Daiton DS77EX này thì nó ra đời trước 2 năm so với 77HR, là nó sản xuất năm 1985 với giá là 62.000 yên. Thì đôi 77HR nó ra 1987 vẫn giá là 62.000 yên. Về cái ngoại hình thì anh em thấy nó tương đồng, nó gần như giống nhau ha. Còn bass á, về cái cấu hình bass thì thằng EX này bass nó sở hữu một bass 32 cm, còn 77HR nó sở hữu một bass là 31 cm. Cái công suất thì vẫn là 230W, độ nhạy vẫn là 90 trên 90 decibel như nhau. Và về nó chỉ khác nhau là cái trọng lượng, cái ngoại hình, cái trọng lượng thì cái thằng EX này nặng 21 kg một loa, còn 77HR nặng 27 kg một loa. Nó chỉ khác ở chỗ đó anh em. Chất âm thì đối với em thì cái đôi loa này nó cho cái dãy trung, dãy trung và dãy tép thì nó sáng và nó mịn hơn HR một chút ha. Còn về dãy bass á thì nó nhẹ nhàng hơn, còn 77HR nó thiên về nó mạnh tiếng bass hơn ha anh em. Đó. Thì cho anh em mình dễ phân biệt với nhau và tùy theo cái tai nghe của mọi người. Thì trước tiên bây giờ em sẽ đi đến quay cận cảnh cho anh em. Đây ha, anh em thấy là màng carbon ha, cái da nó giống như là da rắn ha, có gân kể cả cái mũi luôn ha. Gân này là gân zin, gân vải zin luôn nha anh em. Gân này là gân vải zin, chưa hoàn toàn chưa thay thế gì cả ha. Zin 100%. Mít rất là to, mít 12 10, mít 10 mm, 10 mm ha. Thép. Thì em đôi lo này cái gân nó cũng so với 7HR thì nó không có cứng. 7HR về là nó cứng đơ luôn, còn này vẫn đệm răng ra bát được. Thì em sẽ thoa một cái lớp dưỡng gân, có nghĩa là dưỡng cho cái gân nó sẽ mềm mại lại, vẫn như là tiếng hát nó mềm mại lại, nó giống như 7HR mà em thay gân. Thì cái gân này là vẫn là gân zin, cho nên anh em yên tâm ha. Có nhiều anh em muốn chơi đồ zin mà sợ thay rồi á, thì những đôi này sẽ đáp ứng được ha. Em làm nét lại em đó ha. Bass 32 ha, màng carbon ha. Mid 10 cm ha, màng carbon luôn. Còn thép đây ha. Nó có phụ thuộc vào thép titan ha anh em, super titan ha. Em đứng dậy luôn ha. Nó dung thành sát cạnh, không có mẻ ở góc bể ha. Và đây là cái e căng riêng của nó đây, em để phía sau ha. Đây tông e căng riêng còn nguyên bản luôn nha. Đó. Chưa có rách luôn ha. Nghe qua cái bên này ha. Phần đẹp ha nằm ha, góc cạnh rất là đẹp tuyệt vời, không mẻ nào gì hết ha. Cái căn em để phía sau lưng luôn ha. Thì vẫn như thường lệ là em hay ghép với con Trio 7700KA kết hợp với một chiếc lọc xì cũng của là hãng Trio luôn ha. Nó là GE9X ha nè. Khói ngây thơ
và giá của đôi lo DS77X là 10.500.000 anh em ha, trong tình trạng đại biến sắc phù benzin. Thì những món hàng còn lại em đã báo giá rồi, thì hôm nay em sẽ báo giá loa. Sở hữu bass 32, công suất bass là 230W một thùng ha. Độ nhạy em nhớ không nhầm là 92 dB, trợ kháng 6 ohm. Loa này thì nặng 21kg một thùng ha. Rồi, mời anh em thưởng thức ha. Cái CD đó và tôi này của anh Trường Vũ thì tiếng nhạc nó rất là nhẹ nhàng và êm ái. Em sẽ thử qua một cái bản của anh Quang Lập ha, để cho anh em biết. Em hay thử cái bản đó, anh em không quen tay rồi ha. Anh em có tay phone đeo vào nhé. Đây, mình quay qua điện thoại thì chất lượng âm thanh nó cũng đã giảm đi rất là nhiều rồi, cho nên mình phải nghe tay phone thì mới cảm nhận được một phần nào đó. Tiếng bass rất là mềm mại nhẹ nhàng anh em ha. Ai biết ai vì đời cùng ngược xuôi chung lối mòn. Ngày anh 20 tuổi em đôi tám trăng tròn. Đêm lạnh còn trăng đơn gói lẻ chưa buồn khi canh phăng khép đôi mi. DS77X của Dayton với giá là 10.500.000 đồng, trong tình trạng đẹp và nguyên zin từ A tới Z anh em á, gần zin luôn. Thì cho những anh em nào có nhu cầu chơi gần zin á, và thì cái gần zin em cũng sức cái gọi là cái keo dưỡng gân, nó giúp cho gân mình mềm mại hơn ha. Rồi thì anh em nào mà sở hữu thì hãy gọi về số điện thoại 0346 12345 gặp em ship hàng toàn quốc. Em không bao ship và không ship COD. Xin cảm ơn anh em rất nhiều.